cảnh sát giao thông đểu. Em không có biển, em không làm cái gì, em không có biển, mà không chứng minh, không có tên là ai. Tự nhiên anh dừng xe quay vào có quyền dừng xe kiểm tra, có quyền dừng xe nhưng mà chưa đủ điều kiện. Em sẽ chấp hành, em sẽ chấp hành, nhưng anh phải đảm bảo đã nhá. Anh tên phù hiệu cũng chẳng có, chuyên đề cũng không có, chuyên đề không, tổ của anh phải có 3 người. Không có, không đủ phù hiệu là em còn không thấy cả tên cả chất của anh luôn. Không tên nhá, không tên được không? Không tên, không tên, không bảng tên, không bảng tên cho mày dừng xe. Em không, mà không chứng minh lỗi vi phạm, em chẳng vi phạm cái gì. Một là thế, bây giờ cảnh sát này đẻo. Không cần phải xuất trình giấy tờ. Đúng rồi. Đúng rồi. Pháp luật gì mới chậm chế lại. Không chứng minh lỗi gì đâu. Không tên tuổi, không biển hiệu. Em up lên mạng ngay. À, cứ quay lên. Em up lên mạng ngay. Công an. Còn em sẵn sàng làm việc với các anh. Đó, nó phải giữ lột.